các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn một món ăn đó là nui chiên bơ tỏi. Nguyên liệu của mình gồm có, ở đây là nui mình sử dụng là 400 g, còn đây là tỏi mình đã băm nhuyễn rồi, ở đây là ớt bột, còn đây là tương ớt, đường, bột ngọt, nước mắm, còn đây là bơ, bơ này là bơ thực vật. Bây giờ mình bắt chảo lên, chuẩn bị mình đi phi cái phần là tỏi này trước. Bây giờ chảo đã nóng thì mình cho dầu ăn vô. Bây giờ thì mình bỏ cái phần tỏi bằm này vô. Phần tỏi mình phi nó vàng như gì được rồi. Bây giờ mình tắt bếp. Và mình lấy khay để mình lược lại. Và mình đã lược cái phần tỏi phi rồi. Bây giờ mình bắt chảo lên. Để chảo nóng mình bỏ dầu ăn vô. Để mình đi chiên nui. Mình chiên nuôi này thì mình sử dụng dầu ăn hơi nhiều. Giờ mình để cho dầu ăn thiệt là nóng mình mới bỏ nuôi vô. Như vậy á, nuôi nó sẽ giòn hơn và nó sẽ ngon hơn. Bây giờ thì mình thử cái dầu ăn nó đã nóng như gì rồi. Mình bỏ nuôi vô được rồi. Tại vì mình để dầu ăn nó thiệt là nóng như vậy nuôi của mình nó mới giòn. Bây giờ mình sẽ vớt nuôi này ngay dưới tấm dầu vì nó đã chín rồi. Tiếp tục bỏ phần còn lại vô.
phần nuôi mình đã chiên rồi và mình để qua giấy thấm dầu. Mình chiên rất là giòn luôn. Rất là giòn luôn á. Giống như cốm vậy á. Bây giờ thì mình bắt đầu bắt chảo lên để mình làm cái phần bơ với tỏi phi. Và bây giờ mình sẽ cho là khoảng 3 muỗng bơ này nha.
vào thì mình múc cái nuôi này ra, dĩa rồi mình trang trí. Món nuôi chiên bơ tỏi của mình đã xong, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Cái màu đỏ đỏ từ ớt nè, bơ nè, tương ớt là nhìn rất là đẹp luôn. Ăn nó hơi ngọt ngọt, cay cay. Kiểu trống nuôi rất là bóng và rất là giòn luôn. Mình đã kết thúc, chào mọi người nha.